Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sawa và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. 19 tuổi, sở hữu khuôn mặt ưa nhìn và body vạn người mê, hot girl Đô Mỹ Trúc đang trở thành cái tên hot trên mạng xã hội vì màn bóc phốt tình cũ, nam diễn viên ca sĩ Ngô Dược Phạm. Đô Mỹ Trúc sinh năm 2002 là sinh viên trường Đại học Truyền thông Trung Quốc. Cô là hot girl nổi tiếng mạng xã hội Trung Quốc nhờ các livestream trên mạng xã hội, bán hàng online. Người đẹp 19 tuổi còn là người mẫu ảnh và người mẫu quảng cáo cho một vài nhãn hàng. Ngoài gương mặt ưa nhìn thì Đô Mỹ Trúc còn có body rất bắt mắt, vòng một nảy nở, vòng eo thon gọn, chân dài thẳng tắp. Đô Mỹ Trúc hẹn hò với Ngô Dược Phạm vào năm 2020 khi cô tròn 18 tuổi. Tuy nhiên trong bài bóc phốt của mình thì Đô Mỹ Trúc lại tố bị Ngô Dược Phạm tấn công tình dục khi mới 17 tuổi. Theo chân tình của người đẹp họ Đô, cô bị Ngô Dược Phạm chuốc say tại nhà riêng của anh và sau đó bị tấn công tình dục. Theo Đô Mỹ Trúc thì sau khi tấn công tình dục mình, nam ca sĩ 31 tuổi còn hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô nhưng lại thất hứa. Không những không đưa Đô Mỹ Trúc về ra mắt gia đình như đã hứa, anh còn phản bội và hẹn hò với nhiều cô gái khác. Tức giận vì kẻ lừa tình, Đô Mỹ Trúc đã phanh phui mọi scandal của tình cũ. Hậu quả là chỉ sau 2 ngày bị tình cũ bóc phốt, Ngô Dược Phạm bị hàng loạt các thương hiệu đình đám hủy hợp đồng, ảnh hưởng rất nhiều tới sự nghiệp. Ngoài ra thì Đô Mỹ Trúc còn yêu cầu trong vòng 24 giờ, Ngô Dược Phạm phải đứng ra xin lỗi những nạn nhân, đồng thời phải tuyên bố giải nghệ, nếu không thì cô sẽ khiến anh ta thân bại danh liệt, được bóc lịch ít nhất 10 năm tù. Trong một diễn biến mới nhất thì blogger xứ Trung cùng nhau thống kê danh sách hơn 20 người tình tin đồn của Ngô Dược Phạm và vẫn đang được tiếp tục cập nhật. Nhiều cô gái chia sẻ nhật ký chat với nam ca sĩ đều có một điểm chung là sở hữu nhan sắc ngây thơ hồn nhiên, kể cả phẫu thuật thẩm mỹ, từ hot girl cho đến cựu idol. Loạt cái tên có thể kể ra gồm Đô Mỹ Trúc, Trương Đan Tam, cựu idol nhóm SNH48, Tần Ngưu Chính Uy, Lân Tây Á, Tiểu Nga, Tiểu Di, Tiểu Cung, Hàn Kỳ Nguyên, Ngụy Vũ Hân, Tiểu Trương và một tài khoản là W1XX, Lemon Brandy, Anastasia và cùng rất nhiều cái tên khác. Ngoài ra thì trong một diễn biến khác, truyền thông quốc tế cũng đã quyết định vào cuộc và đưa tin về vụ việc. Chẳng ai có thể ngờ rằng Chris Gu, tên tiếng Anh của Ngô Dược Phạm, lại vang danh thế giới theo cách không ngờ. Các tờ báo lớn như BBC, Hibis, WWD đều cho những dòng tít tóm tắt scandal gây sốc này, chứng tỏ độ ồn ào của cái tên Ngô Dược Phạm đã vượt qua lãnh thổ Trung Quốc và vươn tầm thế giới. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sawa và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!